Các bạn thân mến, chúng ta đã bước sang năm 2020, nhưng lúc này vẫn là tháng Chạp. Năm Nhâm Dần cứ nhích dần, nhích dần. Trong những lúc ngồi chờ bánh chưng, chờ trời sáng, Tiếng Vọng xin gửi đến Tùy Bút Hoa Mai của nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Mỗi năm, trước Tết, tôi lại có dịp đi tìm kiếm tuổi trẻ mình trong ánh hoàng kim của chói lọi hoa vàng. Hoa mai về đúng hẹn như tình nhân, như không thể không có nó thì thành phố phương Nam này không có Tết. Mai vàng không chỉ mai mối cho ta thành đôi thành cặp, còn đưa đẩy cho chị bánh tét và anh dưa hấu có cơ thành gia thất, thành đôi lứa trên bàn thờ mỗi gia đình đón Tết. Dọc các con đường Sài Gòn, trong các công viên, trong khu chợ Tết, muôn nghìn chậu hoa mai, cảnh mai, cây mai vàng rực chân trời ban tặng ta, khối vàng mười thiên nhiên của loài hoa phương Nam, nồng nàn dung dị, chứa chan nỗi niềm hoài cổ của ông cha 400 năm trước khi mở xứ Đồng Nai, tìm đất hứa, tìm vận may, người miền Nam từ Huế vào hầu như không phát âm rõ được chữ y ngắn. Nên mai đều phát âm thành may. Hoa mai vàng nhịp Tết này cũng là loài hoa may mắn vậy. May mắn, tên hoa, là kết quả mối tình trời và đất tạo ra mùa xuân em vàng mười, vàng trăm, vàng nghìn, vàng vạn, may mắn đầu năm lộc trồi bát ngát hy vọng. Ta bị chìm trong biển mai vàng Nguyễn Huệ. Mai vàng xa đét, mang hồn Cửu Long Giang trải vàng lên hòn ngọc Viễn Đông chất nắng, kim nhũ tẩm phù sa và khí phách ngang tàng vùng sông nước quê hương Tây Nam Bộ. Bất chợt hoa mai đi bộ trên các vỉa hè, mọc trông chênh trên xích lô, Honda, Ba Gác, theo người leo trèo lên các cao ốc, mỗi bàn tay vội vẫy mùa xuân chừng như cũng nở hoa. Hoa mai leo lên các cột điện, vàng rực nắng xuân đêm trên ngọn đèn cao áp. Cả thành phố chừng như cũng là đóa hoa, bông mai vĩ đại nở trên cành sông Sài Gòn uốn lượn dưới vòm trời Vĩnh Cửu. Cánh hoa khổng lồ ấy chừng thu nhỏ trong tay ta để mang vào ngôi nhà bé nhỏ nỗi niềm của cha ông, của lịch sử ký gửi trong sắc vàng dắt xuân về. Cái trường Cửu mượn nụ mai hé hé nhìn sâu vào lòng ta như sắp tiết lộ một điều gì thiêng liêng như bí mật của sự sống, của tình yêu. Trên đường đi mở đất mấy trăm năm xưa, ông cha lần mò đi vào phương Nam vô định, bao người đã ngã xuống trong cơn đói vàng mắt, trong sắc vàng ủng của nước da sốt rét, gặp phải ruồi vàng mũi bạc vắt kim cương. Nghe tiếng đất vàng, đất bạc, châu thổ gọi từ xa ngái. Đêm rừng hoang lạnh, cha ông ta đốt lửa sưởi ấm. Ánh lửa vàng ấy một hôm hắt lên những cảnh xuân chói lọi. Niềm hy vọng được gọi là hoa mai. Loài hoa may mắn đã dắt ông ta về kịp vùng sông nước Đồng Nai, vùng châu thổ Cửu Long. Rẽ cá mới thấy nước và mặt trời phương Nam hiện lên cũng vàng rực như đống lửa đêm rừng, như đóa hoa mai vĩ đại đốt đuốc soi cho con cháu chúa Nguyễn Hoàng đi tìm đất sống. Đất vàng phương Nam không phải cha ông ta đi tìm vàng, mà vàng đã tìm đến với con người, bùa vây con người trong mùa xuân hoa mai vàng quyết liệt, vàng rực như tính cách sống hết mình, chơi hết mình của cư dân mới Nam Kỳ. Ngót 50 năm trước, tôi đã bị lạc vào rừng hoa mai Phước Long khi một mình đi hái lá bép, một loài cây lá non nấu canh ngon như canh cua. Tôi giật thót mình vì màu vàng huyền hoặc của mai hoa, cái dáng cây thật bình dân, chân mộc, thậm chí sự tạo dáng vươn cành của cây mai có vẻ xuề xòa dễ tính, nhưng hoa của nó sao lại vàng tươi một cách cao sang đài các làm vậy? Có phải người Việt phương Nam đã học theo hoa mai để hình thành tính cách?
Tôi bái phục tính cách làng xã của Hoa Mai. Nó ưa nở đồng loạt, nở ao ạt thành chiến dịch, thành lớp lang hàng lối. Hoa Mai nở chừng như không cho tôi kịp thở, kịp chiêm ngưỡng vẻ huy hoàng cao cả của lối nở vô chiêu kiểu sao trời. Sự bùng nổ dây chuyền nhanh như dây điện này của Hoa Mai thể hiện tính cách dứt khoát mạnh mẽ, thẳng ruột ngựa, chịu chơi hết mình của đất và người phương Nam. Cái xứ sở thênh thang nắng gió sùng sục phù sa tôm cá này chừng như đã tạo ra tính nét bộc trực hùng vĩ của Hoa Mai. Hoa phải cướp thời gian với gió, phải nở đột ngột bất ngờ để vượt lên khẳng định mình với nắng. Nếu Hoa Mai phương Nam cũng nở kiểu rì rả mưa phùn của hoa đào đất Bắc, rất có thể nó đã biến thành mồ hôi của nắng. Ngay cả trong đêm dịu mát, hoa mai vàng cũng không thích nở rề rà. Trong cuộc chạy đua với nắng gió mùa xuân, hoa mai vàng bao giờ cũng biết cách về trước kịp ăn Tết với con người. Hoa mai giúp tôi phát hiện ra thuộc tính bộc trực, khẳng khái và hào sảng của con người vùng đất mới. Thuở ấy trong rừng, tôi là lính trinh sát chuyên mở đường đi tìm đường với bản đồ la bàn. Rất nhiều lần chúng tôi gặp những hài cốt trong rừng, không biết lính Nam hay lính Bắc. Anh Cử, trưởng nhóm theo đạo Phật, lại có em ruột di cư vào Nam, bảo ba chúng tôi lấy xẻng đào hố chôn họ xuống, rồi trồng lên mộ một cây mai vàng thay nén nhang, một nén nhang bằng vàng. Có lần tìm thấy vai áo người lính có quân hàm hoa mai, tôi bảo anh Cử, lính bên kia anh ạ. Anh Cử bảo, biết đâu đây chẳng là em ruột tao, hay là thằng em con mấy ông chú ruột của mày. Lấy xẻng chôn họ ngay. Anh Cử bảo, mày cầu Chúa cho họ câu kinh, còn tao niệm Phật. Anh sai hai chúng tôi tìm một cây mai còn bé trồng lên nấm mộ. Những bộ hài cốt kia dù là lính Việt Cộng hay lính Cộng Hòa, anh dặn, về đơn vị cấm hai thằng mày khai ra, có khi bị kiểm điểm đấy. Anh còn bảo, họ đều là người Việt, là anh em. Sau rồi, anh Cử cũng bị trúng mìn Claymore mà chết, tìm mãi không thấy xác anh. Mỗi lần ngắm hoa mai, tôi lại nhớ chuyện anh Cử và những đống xương lính vô định chúng tôi đã chôn trong rừng. Xương cốt các anh có góp gì cho mai vàng chói lọi mùa xuân này trên cờ đỏ sao vàng? Cả hai bên anh em cùng tấu lên khúc nhạc vàng hồn tử sĩ của Lưu Hữu Phước. Tôi có người đồng đội vốn làm nghề trồng mai vàng ở Thủ Đức. Anh cùng núp với tôi trong một hầm trú B-52. Anh mơ về hòa bình, về quê hương trồng mai kiếm sống. Ở bất cứ cánh rừng nào, anh đều tìm thấy hoa mai cho đơn vị trưng Tết. Sốt rét nặng nằm hầm, nhìn thấy ánh trời chiều lọt qua lỗ nẻ căn hầm trùm nắng xót, anh nhầm gọi hoa mai. Những người lính đó đã nằm lại giữa rừng Phước Long khi trái bom rơi trúng hầm anh. Hóa ra, cái màu vàng chói lọi của hoa mai có khi được mọc lên từ dải đất thấm đẫm máu đào của triệu người lính. Hoa mai sôi nổi, hào phóng, nồng nàn, chợt trầm tư như nỗi niềm khổ đau của lịch sử, của một đất nước lấy mồ hôi và máu nuôi đất sống hoa mai cỏ. Hẳn là mấy trăm năm trước, vào khai khẩn phương Nam, ông cha chúng ta đã tìm ra địa chỉ của mùa xuân trong sắc mai vàng kỳ diệu, đã thu lấy tinh chất sắc diệu, hồn vía hoa mai hòa vào tính khí của mình, tạo lên nhân cách và phong cách bừng nở của con người phương Nam. Hoa mai đã thành điểm tựa tinh thần, thành văn hóa của cả một vùng. Do vậy, hôm nay trên bàn thờ Tết luôn cắm một cành hoa mai vàng rực, đặng mời linh hồn cha ông trở về cùng ăn Tết với cháu con. Hoa mai rừng Đông Nam Bộ ơi, Tết này nhờ hoa gọi hộ hương hồn anh Cử về tìm báo mộng cho chúng tôi biết anh nằm đâu khi cuộc chiến đã tàn nửa thế kỷ rồi.
Đằng sau sắc vàng rượu vợi của hoa mai tôi đang ngắm trên các đường hoa Sài Gòn, vẫn lấp ló đâu đây những hồn trai trẻ không bao giờ được về lại ngắm hoa mai hòa bình. Mùa hoa mai chiến tranh như những vầng lửa đã thiêu sống bao đời trai nằm xuống dưới cội mai già ứa nụ. Sài Gòn, 29 Tết, 26 tháng 1 năm 2017, Trần Mạnh Hảo. Vâng, chỉ còn ít ngày nữa thôi, chúng ta bước sang năm Nhâm Dần. Người Bắc đón hoa đào, người Nam đón hoa mai. Nam Bắc chúng ta đều là một nhà. Tôi một lần nữa tiếng vọng xin kính chúc bà con mọi miền của Tổ quốc bình an và hạnh phúc.